Mix 25 giờ. Hân Hạnh chính thức được đồng hành cùng thương hiệu son Unica nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Xin chào quý vị khán giả của VBIT 25 giờ, và rất là lâu rồi mới được gặp lại quý vị khán giả, và ngày hôm nay lại là một vị khách mời quen thuộc nhưng mà cũng khá là lâu rồi chưa xuất hiện trên sóng của VBIT 25 giờ, đó chính là nhà báo Minh Đức. Vâng, xin chào Thu Hà, xin chào quý vị khán giả của VBIT 25 giờ. Cũng lâu rồi Minh Đức quá bận rộn cho hôm nay mới có thu xếp để trở lại được, và hy vọng sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị đều. Dạ, hy vọng là từ đầu năm cho đến cuối năm nay là sẽ luôn được đồng hành cùng với anh Minh Đức nha. Đừng dám hứa trước nhé, bởi vì cũng có nhiều việc bận lắm nhưng mình sẽ cố gắng thu xếp trong khả năng có thể. Dạ, vậy là rất là tốt rồi. Còn bây giờ hãy đến với điểm tin của ngày hôm nay nhé. Xin mời. Trấn Thành tức giận khi tập cuối bố già bị spoil cái kết. Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng xin dời ngày lên sở làm việc vì đưa tin sai. Các nghệ sĩ xuống đường phát khẩu trang miễn phí trước tâm bão mùa dịch. Rò rỉ đoạn ghi âm của KICM. Anh đang làm giám đốc công ty ICM, mẹ anh lo cho anh hết, nhưng anh có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong công ty này. Linh Ly thay đổi 180 độ, lột xác ngoại hình đầy nữ tính. Còn giọng hát thì sao? Hồ Henie lên tiếng khi Hang Sơn Đòn bị nghi có rác. Trấn Thành tức giận khi tập cuối bố già bị spoil cái kết. Thông tin đầu tiên liên quan đến một cái series rất là hot hiện tại trên kênh YouTube của Trấn Thành Thao. Đố anh biết là gì nè? À, cái này thì biết ngay, bởi vì thực kể cả người không hề xem cái đấy cũng phải biết, vì nó được nhắc đến rất nhiều trên Facebook và trên báo nữa. Đó là series web series Bố Già. Cái này phải thú thật là thực sự là mình chưa xem cái đó, vì một phần là mình cũng bận rộn, thứ hai là mình nghĩ là mình muốn xem cái gì là xem một lèo từ đầu đến cuối. Tức là mình để cho nó ra xong hết đi, đó mình xem một lèo. Đúng rồi. Đa số phim bộ bây giờ cũng thế, có những phim mười mấy tập mình cũng chờ ra hết đi, chứ mình rất là ngại việc là xem xong rồi đang thích tự nhiên phải chờ mấy tuần sau mới có, lười lắm. Không sao, anh thú thật một cái điều mà mọi người cũng có thể thông cảm được. Và quan trọng ở đây không phải là việc mình bàn về nội dung phim. Series này cũng đã có tổng cộng là 5 tập đã phát hành rồi. Tuy nhiên ở tập thứ 5 thì gặp một cái sự cố, không biết là dở khóc dở cười như thế nào đó mà thông tin và cái kết đã bị spoil ra và khiến cho Trấn Thành cảm thấy là vô cùng là bất ngờ. Và anh ấy cũng chia sẻ rằng là hãy để cho khán giả xem phim. Thì Thu Hà cũng muốn được hỏi nhà báo Minh Đức, đó là thì anh nghĩ sao khi mà một bộ phim được nhiều tâm huyết như vậy lại bị chính các phóng viên nhà báo spoil nội dung và cả cái kết thúc của phim? Rõ ràng cái việc tiết lộ cái kết đấy nó khiến cho nhiều người kể cả chưa xem, người ta cũng cảm thấy là hơi bị gọi là chưng hửng. Tức là họ chờ một cái kết kịch tính hơn, thậm chí là gây cấn hơn, để theo dõi cái hành trình của nhân vật chính ấy đấy như thế nào. Tại vì thực ra là mình không xem nhưng mà mình cũng đọc mọi người bình luận rất là nhiều, thì mình cũng có thể hình dung ra cái cốt truyện cũng như là cái điều mọi người chờ đợi ở cái bộ phim đấy. Và việc là mọi người từ báo chí cho đến là cư dân mạng, mọi người tiết lộ cái kết đó thì dẫn đến việc là mọi người cảm thấy chưng hửng. Chắc là vì thế cho nên là anh Trấn Thành hẳn sẽ là không vui. Dạ đúng rồi ạ, Trấn Thành thì bức xúc bởi vì là anh ấy còn yêu cầu cả báo lẫn cả những người mà họ đã theo dõi rồi là dừng cái việc đưa tin này, và thậm chí là tháo những cái bài đăng đó đi để có thể là mọi người sẽ tập trung vào cái việc là xem cái bộ phim đó của anh ấy nhiều hơn so với việc là mình đang bàn luận cái kết trong khi mình không theo dõi. À, quá muộn để yêu cầu rồi. Thế bây giờ thì những người cần xem thì cũng đã xem rồi. Vì thế nó lên top trending, mình cũng thấy mọi người share rất nhiều cái hình là cái tập cuối nó lên cái top trending số 1. Thứ hai nữa là tức là những người cần xem thì đã xem rồi. Đó, còn những người mà chưa xem ấy thì cũng đã đọc hết tất cả những cái spoil đấy rồi. Và việc họ có xem hay không ấy cuối cùng là quyền quyết định của họ. Cho nên là thực ra ấy, tất nhiên chúng ta cũng biết là cái việc là spoil một bộ phim là một cái điều không hay. Nhưng mà trong thời điểm hiện nay, khi mà cái việc mà thay đổi cái hình thức truyền dẫn nội dung đến với người xem, tức là ngày trước chẳng hạn muốn xem bộ phim là phải ra rạp, thì người ta hay có cái câu đùa ấy là đừng có bao giờ chọc giận mấy cái người bán kẹo cao su hay là bán nước ở ngoài cửa rạp. Tại vì sao? Nếu mà chọc giận nó bực quá, nó sẽ khé tai vì nó tiết lộ kết phim. Thế thì mình đâu còn hứng thú nữa. Chẳng hạn mình đi xem một bộ phim trinh thám phải không? Mình chờ được một cái kết, một cái twist bùng nổ ở cuối phim để biết ai là thủ phạm. Thế là tự nhiên đến đấy, ví dụ mua nước chẳng hạn, thế rồi là mặc cả hay gì đấy, làm cho cái cô bán nước cô bực mình. Cô ấy bảo là, ê, thủ phạm là cái thằng đó đấy. Thế là thôi, thì mình đâu có hứng thú để đi xem phim nữa, mặc dù đã chót mua vé rồi. Đấy là cái câu đùa từ ngày xưa và đến bây giờ thì nó vẫn đúng. Người ta vẫn muốn là tránh gọi là tiết lộ những cái kết của phim. Nhưng mà cũng vì sao bây giờ cái việc thay đổi cái cách mà đưa nội dung đến với người xem, thay vì là phải ra rạp mua vé hoặc là phải chờ truyền hình đến ngày phát sóng, thì mọi người có thể đưa lên mạng nhanh hơn, và cái độ chia sẻ, cái làn sóng đấy nó nhanh hơn, cho nên cái việc là cái nội dung nó bị tiết lộ cũng là một điều rất là dễ hiểu. Chúng ta biết là bây giờ chẳng hạn, bây giờ ngày xưa là phải ra rạp xem phim. Bây giờ có những bộ phim ấy, họ chẳng cần ra rạp chiếu nữa.
ví dụ chúng ta có thể dùng những cái dịch vụ streaming như là... Netflix chẳng hạn, Amazon chẳng hạn, và rất đấy chả cần ra rạp cũng ngồi nhà xem phim cũng được, và trong một tiếng đồng hồ ta biết được cái kết của bộ phim rồi. Yeah. Đấy, thế là nhiều khi người ta cũng khó mà kìm được cái ham muốn là tiết lộ. Người đúng con rồi. Con người họ có một cái bản tính muôn thuở đấy. Yeah. Con người có một cái bản tính muôn thuở là cái tính tò mò. Yeah. Đấy, nhất là có những ví dụ bộ phim chẳng hạn, nó cái đời sống của bộ phim có thể là 2 tuần ở ngoài rạp, thì người ta bảo thôi cố gắng trong 2 tuần đấy thì không tiết lộ cái nội dung. Yeah. Rồi sau đó nó sẽ hết chiếu. Chứ còn thực ra trên mạng chẳng hạn thì nó cứ nằm ở đó rất là lâu. Yeah. Thành ra là người ta có thể là một ngày cũng coi như là đã xong rồi, và có thể là một tháng thì cũng như nhau, cho nhiều người ta cảm thấy thì mình xem rồi thì người khác cũng xem rồi. Yeah. Thế thì thôi kể đi. À, rồi nhiều khi cái kết đấy có thể làm cho mình vui, có thể làm cho mình không vui, thế là mình post lên để chia sẻ lấy ý kiến của mọi người và câu view nữa. Đúng rồi đó, nhiều khi là mọi người muốn là được chia sẻ và được câu view rồi mình được tương tác nhiều hơn. Tuy nhiên thì thôi thì Thu Hà cũng nhắn nhủ một cái điều giống như là Trấn Thành đã nói là hãy để khán giả xem phim quý vị nha. Còn bây giờ hãy cùng đến với thông tin tiếp theo liên quan đến dịch bệnh Corona. Đàm Vĩnh Hưng, Cát Vượng xin dời ngày lên sở làm việc vì đưa tin sai. Dạ, ở đây thì em xin phép là sẽ không có nói về những điều tiêu cực của dịch bệnh, mà em chỉ đang nói về một cái khía cạnh khác thôi. Đó là thay vì em quan tâm về cái dịch bệnh này nó biểu hiện hay là nó bùng phát ra sao, thì em quan tâm cái vấn đề bên cạnh, đó là khi mà ngày ngày em lướt Facebook, lướt Instagram thì đâu đâu cũng là Corona, cô đơn quá vân vân, tất cả những thể loại dịch bệnh. Và có những thông tin chính thống thì không nói, nhưng mà có rất là nhiều thông tin sai lệch, mà nếu như là một người bình thường sai lệch thì em không nói nha. Mà ở đây lại là những nghệ sĩ nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng influencer trên mạng lại đăng. Và đó lại là Đàm Vĩnh Hưng, đó lại là chị Ngô Thanh Vân. Và theo như anh nghĩ thì những cái nghệ sĩ như là Cát Phượng nè, như là Ngô Thanh Vân hay là Đàm Vĩnh Hưng mà có những cái thông tin sai lệch như thế thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cư dân mạng hay không ạ? Thực ra thì mọi chuyện mình cần là nhìn góc độ là nhiều hướng. Mình biết tất nhiên là mình không đồng ý với việc là phát tán tin giả hay là gieo rắc những cái sự hoang mang. Thế nhưng mà mình cũng phải thông cảm với một số nghệ sĩ, và không phải chỉ có nghệ sĩ đâu, nhiều người cũng vậy. Yeah. Họ chia sẻ trong một cái mối lo ngại chung, mà họ nghĩ rằng là cái việc của mình là tốt cho cộng đồng. Bởi vì đang có nhiều thông tin như vậy thì mình họ nghĩ rằng với tầm ảnh hưởng của mình có thể góp thêm một cái tiếng nói để cộng đồng có thể có cái sự cẩn trọng hơn. Thế nhưng mà tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải hiểu là có những cái vấn đề nó mang tính chuyên môn, và không phải ai cũng có thể hiểu được tường tận. Và các cụ mình có một câu rất hay ấy, là biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Thành ra mình tự nhận mình là người không biết gì nhiều, cho nên hầu như là từ đầu đến giờ mình biết hầu như không có share tin tức gì về cái đó cả. Mình cũng nghĩ là mình không phải là influencer để mình share là cái cả trăm cả ngàn người đọc. Nhưng thứ hai là mình chịu khó mình sàng lọc thông tin, và mình tự mình sống tốt nhất có thể. Điều đó là cực kỳ tốt. Thì đó là tốt, tức là mình phải sống tốt đã, và ai cũng như thế. Nếu mà mọi người đều như thế thì tự nhiên cộng đồng nó sẽ tốt, mọi người đều có sức khỏe tốt để đề kháng với bệnh dịch. Vì người ta cũng nói rất nhiều cái thông tin rồi, để đề kháng với virus thì điều đầu tiên ấy là chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh đã, để những cái bộ hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta nó mới chống lại được con virus đấy. Đúng rồi. Chứ không phải chúng ta chờ cái thuốc đặc trị thì không biết đến khi nào mới có. Dạ. Cho nên là ở đây thì trở lại việc là mọi người chia sẻ cái thông tin ấy một cách rất là háo hức, thì mình thấy là cũng có thể nhiều người nói rằng là đây là các nghệ sĩ họ cũng tranh thủ cái chuyện này để câu view. Có nhiều người nói như thế ở trên mạng lắm, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không đến nỗi, bởi vì họ bình thường họ đâu cần những cái tin này để mà câu view. Họ share cái tin gì mà trả được nhiều view, đâu cần gì phải tin mà nhạy cảm như thế này. Yeah. Nhưng mà đấy cũng như một số các nghệ sĩ họ cũng có chia sẻ là họ cũng có cái mối lo ngại đến cộng đồng, và họ nghĩ rằng là mình có nhiều fan như thế thì nếu mình chia sẻ thì sẽ có nhiều fan đọc được. Nhưng ở đây lại liên quan đến việc là chúng ta phải có một cái cơ chế sàng lọc thông tin. Yeah. Đấy, ở đây phần lớn mọi người bị cái trường hợp là tới chị Thanh Vân này, anh Đàm Vĩnh Hưng này, hay chị Cát Phượng này, mọi người bị gọi là bị nhắc nhở và bị mời lên trên sở thông tin truyền thông để làm việc. Yeah. Một phần là do mọi người không có cái cơ chế sàng lọc thông tin đó, vừa nghe một cái là đăng lên luôn. Yeah. Đấy, như chị Ngô Thanh Vân chị nói là chị nghe bạn chị nói là có một chuyến bay từ Vũ Hán về, thế là chị đăng lên luôn, chị không có một cái sự sàng lọc hay là kiểm chứng nào là có đúng hay không. Đấy, rồi anh Đàm Vĩnh Hưng hay là chị Cát Phượng cũng vậy, tức là mọi người đều thanh minh là mình nghe mọi người nói như thế. Yeah. Thế và mình lo ngại quá, mình sợ quá mình mới đăng lên. Cho nên ở đây mình nghĩ là một người bình thường là đã phải có cơ chế sàng lọc thông tin rồi. Ví dụ như Minh Đức tự nhận mình là một người bình thường. Yeah. Và những ngày qua mình đọc rất là kỹ mọi thông tin, và mình bằng cái kinh nghiệm của mình biết là cái gì là thật, cái gì là giả, nó cái gì là gây hoang mang, cái gì là trấn an dân chúng. Đấy, thì mình tự là mình điều chỉnh mình như thế nào. Chẳng hạn như là Minh Đức có thể chia sẻ mọi người rằng trong thời điểm này, từ lúc bắt đầu có tên dịch đến giờ, Minh Đức không hề đeo khẩu trang. Không phải là vì mình chủ quan. Yeah. Hay là không phải là vì mình sợ đeo khẩu trang cái gì cả. Mà mọi người hãy nhớ như thế này, có một cái thông tin mọi người cũng chia sẻ trên mạng rất là nhiều. Đó là ở Singapore, chính phủ là có phát cho mỗi một gia đình mấy cái khẩu trang.
Và thủ tướng Singapore cũng lên truyền hình khuyến cáo mọi người là được phát nhưng mà đừng có đeo. Tại sao ạ? Mà khi nào có dấu hiệu về sức khỏe và bệnh thì hãy đeo. Tại vì bản thân cái việc đeo bình thường ấy nó cũng không giúp mình chống đỡ được bệnh, chống đỡ được lây. Chúng ta nhiều khi chúng ta đeo vào chỉ là để một cách để trấn an bản thân mình thôi. Thì thôi, mình ở đây mình không bình luận về chuyện đó. Về tâm lý nhiều hơn. Chứ còn thực sự mọi người nói là với một cái khẩu trang bình thường nó cũng không có ngăn chặn được cái con virus đó nếu chúng ta ở vào cái vùng nguy cơ đấy nhiều. Chỉ là khi chúng ta bắt đầu thấy mình có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe, ví dụ như là chúng ta ho nhiều này, hay bị cảm, bị sốt này, thì hãy đeo vào, bởi vì rất có thể mình sẽ là mầm bệnh và mình sẽ là nguồn phát tán ra người khác. Thì mình tự tin vào cái sức khỏe của mình cũng đã đi kiểm tra sức khỏe và mình cũng làm tất cả những gì tốt nhất cho mình, và mình cũng biết những cái biện pháp phòng tránh, ví dụ như là tránh đến những chỗ đông người quá đông này, không có ho khạc nhổ linh tinh này, là loại thế, rồi trong nhà thì rửa tay một ngày nhiều lần với xà phòng này, vân vân, rất là nhiều cái thông tin rất là hữu ích về y tế đấy, và không có sờ nắm linh tinh xong rồi đưa tay dụ lên mắt hay đưa lên mồm, lên miệng, lên mũi chẳng hạn, rất là nhiều thông đấy tin. Rất là nhiều, và mình sàng lọc những cái đó và mình biết được rằng là cần phải làm cái gì tốt nhất cho bản thân mình. Còn đương nhiên là tất nhiên mình cũng không phản đối việc mọi người đeo khẩu trang. Đấy là cái nó ngoài liệu pháp tâm lý thì nó cũng có yếu tố về vệ sinh nữa. Rất là tốt cho mọi người chứ không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều là mỗi người sẽ biết được cái tình trạng sức khỏe của mình như thế nào để mà điều chỉnh và tránh bị xa vào tình trạng là quá sợ hãi và hoang mang. Đấy, cho nên là vì hoang mang nhiều khi là chúng ta quá sợ hãi, hoang mang, nó làm cho cơ thể chúng ta lúc nào cũng bị cái tâm lý là không được thoải mái và sợ hãi. Vì thế mà cái hệ miễn dịch nó sẽ yếu đi. Và vì thế là càng dễ bị bệnh hơn. Cho nên người ta mới nói là nhiều khi là có câu, các cụ mình nói câu này hơi nặng lời nhưng thực ra nó cũng gần đúng đấy. Người ta gọi là ngu thì chết bệnh tật gì. Đấy là câu rất là nặng lời. Nhưng mà một cái ý liên quan là nhiều khi chúng ta chết vì sợ hãi, chết vì chết vì bệnh đó. Dạ đúng rồi. Thì ở cái thông tin này chúng ta cũng cần sàng lọc ra. Ở đây Thu Hà cũng có hai cái điều rút ra. Thứ nhất là những nghệ sĩ hoặc là những người có tầm ảnh hưởng thì nên suy nghĩ và sàng lọc thông tin thật kỹ trước khi mà đưa ra, bởi vì họ sẽ là những người mà mang đến thông tin, truyền tải thông tin nhiều nhất cho khán giả, cho độc giả. Và thứ hai là chính những độc giả cũng cần phải sàng lọc xem thông tin gì đúng, thông tin gì sai, chứ không vội vàng mà nhẹ nhàng tin. Cho nên là hôm qua mình cũng có đọc thông tin cập nhật là bên Sở Thông tin Truyền thông đã mời đích danh các nghệ sĩ đó đến. Và không chấp nhận việc là mời cử người đại diện hay luật sư đến thay. Vì đây không phải là chuyện vấn đề luật pháp hay gì cả, mà vấn đề phải gặp đích danh, bởi vì ở đây họ muốn xác định rõ ràng là ở đây mình nghĩ không phải là gọi các anh các chị đấy lên để mà phạt tiền đâu. Đó, mà có thể là ít nhất là đầu tiên là làm việc một cách rõ ràng để mọi người nắm được rằng là cái ảnh hưởng của mình là như vậy, thì mọi người cần phải có cái thông tin như thế nào. Thì mình cũng hy vọng là qua cái trường hợp, ba trường hợp mà được báo chí nhắc đến trong những ngày gần đây, thì các anh chị nghệ sĩ khác cũng như vậy, chúng ta còn phải có một cái sự cẩn trọng nhất định khi đưa một cái thông tin mà cái tầm ảnh hưởng của nó đến công chúng là rất lớn. Nên là đây là tất cả chúng ta đều cần một cái filter, một cái bộ lọc thông tin để chúng ta biết là cái gì là đúng, cái gì là chưa chắc đã đúng để chúng ta đưa đến công chúng. Các nghệ sĩ xuống đường phát khẩu trang miễn phí trước tâm bão mùa dịch. À anh này, cũng nhân dịp này khi mà mình nói về cái việc là chúng ta sử dụng khẩu trang đi, thì có thể là theo anh đó là một cái biện pháp nghiêng về tâm lý nhiều hơn. Tuy nhiên thì khẩu trang cũng tốt, cũng đề phòng được cái sức khỏe, cái thứ nhất là về cái vệ sinh đã. Thì những ngày vừa qua có rất là nhiều câu chuyện nó hơi chéo ngoe một tí, éo le một tí, đó là đi mua khẩu trang mà phải đổ xô đi mua giá cao mà là còn không có, mà chen chúc nhau nữa. Thì đã có xuất hiện những cái nơi rất là dễ thương là họ đã phát khẩu trang miễn phí, và ngay cả những nghệ sĩ như là những nghệ sĩ nhân dân ưu tú Xuân Bắc này, hay là những nghệ sĩ của làm kịch Việt Nam này cũng đã phát khẩu trang miễn phí. Thì anh nghĩ sao về những cái động thái tích cực như vậy ạ? Thì mình nghĩ rằng là mình không đeo khẩu trang thì không nghĩ rằng tất cả mọi người không nên đeo. Mình vẫn nghĩ rằng khẩu trang vẫn luôn cần thiết trong cái mùa dịch như thế này, và các bác sĩ cũng khuyến cáo là khẩu trang là một trong những cái biện pháp mà gọi là có thể hỗ trợ cái việc là phòng dịch. Đó, cho nên là cái việc mà mọi người đi phát khẩu trang thì mình thấy là cũng tốt thôi. Lúc đầu thì mình cũng thấy hơi băn khoăn, bởi vì là thực ra cái gì nó có tính hai mặt của nó. Chúng ta phát khẩu trang cho mọi người thì cũng tốt, nhưng mà đồng thời cái việc phát khẩu trang đó nhiều khi nó bị đẩy lên một cách hơi bị rầm rộ. Đó, nó cũng dẫn đến việc nhiều người ta bị hoang mang luôn. Người ta bảo chắc phải có cái chuyện gì đấy ghê gớm lắm thì mới đi phát khẩu trang quá trời như thế. Mình đi có xem một số cái video các bạn ấy phát khẩu trang và có nhiều người từ chối không nhận. Đó, có một số bạn kể chuyện là trên mạng, kể chuyện là đi tàu, đi xe, đi máy bay, và thấy cái người bên cạnh mình không có khẩu trang mà đưa cho người ta cũng từ chối luôn. Thì thực ra mình phải hiểu cái tâm lý của người ta, đâu thể dễ dàng thì tôi chấp nhận một cái mà tôi không biết là cái mức độ an toàn của nó như thế nào. Nhiều khi khẩu trang nó đưa chưa chắc đã sạch nữa. Đúng rồi đấy. Bây giờ ví dụ như thế này đi, bây giờ chúng ta hay có nhiều thuyết âm mưu, nhưng mà thực ra nhiều khi nó cũng là cần phải nhắc nhau để cẩn trọng. Ví dụ đi tàu, đi xe, chúng ta hai người xa lạ ngồi cạnh nhau,
Đó, nhiều khi mời nhau cái kẹo cũng không dám ăn. Lỡ tẩm thuốc mê đấy, cái người ta cũng rất sợ cái chuyện đó. Và chuyện đấy đã từng xảy ra rồi. Có thể là không phải là cái khẩu trang như là cái thứ khác, ví dụ mời ăn một cái kẹo này. À, hay là nhờ đưa cho dùng cái khăn để lau mặt vì này kia chẳng hạn. Thế là trong nó có thuốc mê và nó đã từng xảy ra rồi. Thì có mình có một số người bạn, các bạn đi máy bay, các bạn ấy đưa khẩu trang cho người bên cạnh và người ta từ chối và các bạn cũng cảm thấy bị tổn thương. À, nhưng mà mình cũng hiểu cái tâm lý của cái người từ chối như vậy. Chưa kể là có ở một số vùng ấy, thực ra họ chưa có khái niệm gì về bệnh dịch cả, họ sống rất là yên bình. Và ở đấy cái hệ thống y tế dự phòng cũng rất là tốt. Chúng ta có một cái điểm này mình phải khen ngợi là hệ thống y tế dự phòng và cơ sở của Việt Nam rất tốt. Cho nên là chúng ta đang làm rất tốt cái việc là khoanh vùng này, cách ly này, đấy và điều trị người bệnh. Ít nhất là Việt Nam đến giờ là chưa có ai chết. Đó, chưa có ai chết cả và một số ca đã khỏi bệnh. Đã khỏi bệnh. Bởi vì ở đây khỏi là gì? Mọi người thắc mắc là có một số bạn thắc mắc trên mạng là ổ nói là chưa có thuốc đặc trị tại sao lại có người khỏi bệnh? Mà đây là gì? Là người ta cho cái người đó khỏe mạnh, tức là chạy chữa cho người đó để anh đấy, chị đấy khỏe mạnh để cái miễn dịch trong cơ thể mình ấy nó đủ sức, nó chống chọi lại, nó sẽ tiêu diệt cái con virus đó. Và vì thế, đấy và chúng ta khỏe mạnh lại và chúng ta sẽ âm tính, không dương tính nữa. Đấy là như vậy chứ không phải là tiêm một cái thuốc vào là khỏi ngay. Hiện giờ chưa có cái thuốc nào như thế hết. Đấy, cho nên là ở đây mọi người cũng cứ yên tâm là thứ nhất là y tế của Việt Nam thực sự là rất tốt. Yeah. Nhiều khi chúng ta cũng hay tin những cái tin nhảm linh tinh ấy, chúng ta mất cái niềm tin. Nhưng thực ra là cuối cùng khi chúng ta bị bệnh ấy, thì chính những người mà chúng ta nghi ngờ ấy là những người sẽ chạy chữa cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải có một cái niềm tin vào điều đó. Và cái việc mà các nghệ sĩ mà phát động một cái phong trào là mua khẩu trang để tặng cho mọi người thì như Minh Đức nói đấy, mặc dù là vẫn còn nhiều người băn khoăn này kia, nhưng mà chúng ta hãy nhìn cái cạnh tốt của việc đó là mọi người đã có một cái ý thức trong cái việc là chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Đó. Thì Minh Đức cũng có xem rất nhiều những hình ảnh trên Facebook là các bạn trẻ, các bạn ca sĩ trẻ, một số bạn cũng làm việc với Minh Đức, các bạn ấy tổ chức phát khẩu trang ở những cái địa điểm đông người như là một số bệnh viện này, hay là ở chỗ Hồ Con Rùa đấy, một số bạn cũng tổ chức phát, hay là ở ngoài Hà Nội các bạn cũng tổ chức phát rất là nhiều. Chỉ có điều mình xin lưu ý là nhiều khi ấy, cái việc phát khẩu trang ấy, mà là do nghệ sĩ tổ chức ấy, nó cũng kéo theo nhiều người hơi tò mò. Đến, nhiều khi đến không biết là có phải lấy khẩu trang hay không. Không phải lấy khẩu trang, chẳng qua là bởi nhiều vì họ là, thích quay nghệ sĩ, phim, chụp ảnh, đấy, live stream mà. Thế là nhiều khi ấy, vô hình lại biến thành một cái điểm tụ tập đông người. Đấy, và thực ra thì đâu có khó khăn gì để mua một cái khẩu trang đâu. Kể cả thời điểm mà khẩu trang lên giá khủng khiếp nhất thì vẫn có những cái nhà thuốc họ bán bình ổn giá. Nhưng mà nhiều khi mà chẳng qua là mình chưa tìm được thôi. Đấy, đấy. Yeah. Nhiều khi một phần là tình cờ đi ngang qua thấy phát thì đến nhận. Thứ hai nữa là nhiều khi cũng thấy nghệ sĩ phát thì cũng đến, cho nên là lại xin chụp hình. Là mình cũng chỉ muốn làm sao là mọi người đến nhận khẩu trang thì cũng tốt thôi. Yeah. Nhưng mà cách tổ chức phát nên cân nhắc làm sao đừng để biến thành một chỗ tụ tập đông người. Chúng ta đang tránh, nhà nước đang khuyến cáo tránh hết sức, tránh hạn chế các hình thức tụ tập đông người. Thì làm sao đừng biến cái việc tốt của chúng ta thành một cái phản tác dụng, đó là tự nhiên biến thành một chỗ đông người chen chúc nhau để mà lấy khẩu trang miễn phí thì cũng không hay. Dạ rồi, thôi thì mình sẽ tạm cái câu chuyện này, bởi vì về cái vấn đề là phát khẩu trang cũng đã xong rồi và có lẽ là chúng ta cũng đã bớt hoang mang hơn về dịch bệnh corona rồi. Còn bây giờ hãy quay trở lại với những thông tin liên quan đến một chàng ca sĩ mà cũng sóng gió nhiều lắm quý vị ạ. Rò rỉ đoạn ghi âm của KICM. Anh đang làm giám đốc công ty ICM, mẹ anh lo cho anh hết, nhưng anh có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong công ty này. Tiếp theo là thông tin liên quan đến Jack và cái ICM, thì cái bộ đôi này cũng đã có rất là nhiều thông tin bên lề từ nhiều tháng qua rồi. Câu chuyện về họ đã kết hợp và đã tan rã. Và sau đó thì bỗng dưng là kênh YouTube của KICM cũng đã biến mất. Và KICM cũng đã tuyên bố là sẽ có quyết định sẽ đi du học nè, sẽ rút lui khỏi là giải trí vân vân. Thì mới đây nhất lại xuất hiện một cái đoạn ghi âm của anh ấy chia sẻ với nội dung đại khái rằng là bởi vì mẹ nuôi của anh là quản lý công ty và anh có quyền làm hết mọi chuyện. Nói chung là câu chuyện liên quan đến cái việc là anh đang khẳng định rằng là mình có quyền bởi vì mình là con của mẹ mình. Thì anh nghĩ sao về cái vấn đề này ạ? Thực ra thì mình cũng không quá quan tâm đến cái cuộc tranh cãi giữa hai bạn này. Đúng rồi, bởi vì đây là câu chuyện của giới trẻ. Câu chuyện của giới trẻ. Thứ hai là mình cũng không nghe nhạc của các bạn này. Yeah. Nhưng mà dẫu sao thì làm những công việc liên quan đến giới showbiz thì mình cũng phải có một cái sự quan tâm nhất định đến những gì đang diễn ra. Thì với cái việc mà hai người mà vì sao mà không thể kết hợp được nữa rồi là thì mình không quan tâm, thôi đấy là việc của họ. Chúng ta sẽ không làm. Chỉ có điều ở đây á, nó liên quan đến cái việc mà mọi người tranh cãi về cái đoạn băng mà bạn ICM, KICM, bạn nói bạn là giám đốc công ty và bạn có quyền quyết định tất cả trong khi là mẹ nuôi thì lo cho tất cả. Thì thực ra ấy, chúng ta nghe phải như hiểu, sinh ra đấy, từ vàng chúng, đích chúng, anh nhỉ? Chúng không hẳn đâu. Có thể là bạn ấy hiểu hơi sai. Cũng có thể là nhiều cái chuyện này nhiều người đã bị lắm rồi. Tức là chúng ta có cái sự hiểu hơi sai về cái quy luật vận hành của cái hình thức kinh doanh. Chúng ta nên biết là thỉnh thoảng báo chí hay đăng một cái vụ vỡ lở một cái công ty nào đấy, đã bị vỡ lở vỡ nợ này, hay là bị vỡ lở một cái phi vụ mờ ám nào đấy,
Và khi người ta tìm ra cái người giám đốc ấy thì người đấy phải lên công an và thanh minh rằng tôi được thuê để làm giám đốc chứ tôi có biết gì đâu. Đúng rồi, rất đấy, là nhiều vụ là rất là nhiều người là như vậy. Nhiều khi cái chức giám đốc đấy nó chỉ là hữu danh vô thực. Một công ty thì nó phải có những cái vị trí như là chủ tịch hội đồng quản trị này, hay đúng là rồi, giám đốc này, để phó giám đốc vân vân, rất nhiều những cái chức danh khác. Nhưng mà đôi khi chức danh nó là bi đỡ đạn thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi cái quyền quyết định nó thuộc về một người đứng đằng sau tất cả. À, người giám đốc đó có thể phải ký tất cả các loại giấy tờ. Và nhiều khi xảy ra cái chuyện gì đấy thì người giám đốc đó rơi đầu chịu báng tất cả. Cho nên là ở đây mình nghĩ là nó cũng một trường hợp na ná như vậy. Đấy, tức là bạn ấy được chỉ định vào cái vị trí đấy. Những cái mà bạn ấy nghĩ rằng là bạn được quyền quyết định, thực ra nó đã được quyết định từ trước rồi. Đấy, bạn ấy có thể là ký quyết định này, là cái này kia, nhưng mà cuối cùng cái người quyết định sẽ là người bỏ tiền ra, cái người đầu tư là mới ta. Cũng có thể là cái người, thực ra mỗi một công ty thì họ đều có những cái người mà người ta không bao giờ xuất hiện trước đám đông. Có thể là những người người ta gọi là cổ đông cỡ bự chẳng hạn. Đấy, hay là có thể là những cái nhân vật mà nhà đầu tư mà rất là bí ẩn. Đúng rồi. Thì thường là những trong trường hợp này mình nghĩ là nó na ná như vậy. Có rất có thể là bà mẹ nuôi đó là người quyết định tất cả, nhưng mà bà ấy cho cái cậu con nuôi này một cái cảm tưởng rằng cậu ấy là người cũng có quyền lực trong cái công ty đấy, cho cậu ấy cảm giác an toàn. Đấy, thế thực ra đấy có thể là lý do để cậu ấy gắn bó với công ty đó, gì thì mình cũng là giám đốc cơ mà. Đấy, trời ơi, hợp lý quá đấy rồi. Cho nên là mình khi mà đọc cái tin này cái mình thấy mình hiểu ra mọi chuyện ngay. Và trong cái mô hình kinh doanh thì là nó là một cái điều rất là bình thường đương nhiên. Cho nên là mình cũng chỉ mong là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp, chứ nếu đến một ngày nó xảy ra một cái chuyện gì đấy không hay thì cái người chịu trách nhiệm tất cả sẽ là ông giám đốc KICM, trong khi cái người mà có quyền quyết định tất cả, cái người lẽ ra phải chịu trách nhiệm thì lúc đấy dường như là vô can. Đấy, cho nên là nó đã có nhiều chuyện tương tự xảy ra cả trong giới giải trí lẫn giới kinh doanh thông thường rồi, thì hy vọng mọi người hãy cẩn trọng hơn đối với những vị trí của mình. Dạ, và có lẽ là mình sẽ tạm lại câu chuyện về lý do vì sao mà KICM lại đưa ra cái đoạn băng như thế, hay là những câu chuyện nghi vấn này, hãy cùng đến với thông tin tiếp theo quý vị nhé. Linh Ly thay đổi 180 độ, lột xác ngoại hình đầy nữ tính, còn giọng hát thì sao? Thật ra thì những năm gần đây, hay là nói về năm 2019 là một năm mà lên ngôi của cộng đồng LGBT, bởi vì có rất là nhiều những tác phẩm như là phim ảnh nè, MV nè, rồi rất là nhiều những cái cuộc thi thì được tôn vinh cho cái giới tính thứ ba này. Và trước đây từ cái thời đi học anh ạ, em thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều, nhưng mà từ cái thời đi học là em đã biết đến Linh Ly rồi, bởi vì những ca khúc mà nghe rất là hay, giai điệu nhẹ nhàng phù hợp với tuổi học trò, mà cái giọng hát cũng nam tính nữa. Và gần đây thì Linh Ly lại xuất hiện với cái vẻ ngoài lột xác hơn hẳn, đó, trở thành một thiếu nữ yêu kiều, một mái tóc dài mà cực kỳ xinh nha. Có điều là chúng ta không bàn luận về cái vấn đề là anh ấy lựa chọn thế nào về con người của anh ấy, hãy cứ sống thật thôi. Nhưng mà ở đây mọi người đang thắc mắc về cái vấn đề khác, đó là giọng hát của anh ấy. Bởi vì đang là một chàng ca sĩ với những tác phẩm rất là hay, giọng ca thì nội lực mà lại cực kỳ nam tính nữa, mà bây giờ chuyển thành một cô nàng mỏng manh như thế, thì không biết là câu chuyện về việc làm ca sĩ như thế nào ạ? Thực ra thì mình thấy là cái điều này nó cũng bình thường thôi. Nó cũng có thể là tại vì Linh Ly một phần là bạn ấy cũng đã có một cái ảnh hưởng tương đối sâu rộng đến với các bạn trẻ, và mọi người đã quen với cái hình ảnh trước đây. Mình vẫn nhớ các bạn ấy nhìn trước trong hình ảnh trông cao gầy gầy này, gầy rất đấy gầy trông có cái gì đấy lúc mà hát rất là hay, nhưng mà bạn xuất hiện luôn có cái hình thì mình cảm thấy là hơi tự ti, nó không được thoải mái lắm. Cho đến khi mà gần đây cái câu chuyện bạn ấy chia sẻ trên báo mình mới đọc, thì mình cũng có thể hiểu vì sao ngày xưa bạn ấy như thế. Thì bây giờ bạn ấy đã cảm thấy thoải mái hơn với ngoại hình mới. Và cái chuyện này thì nó cũng không phải là quá xa lạ đâu. Chúng ta nhìn ở một góc độ ngược lại, có rất nhiều một số các bạn có những cái hình ảnh rất là nam tính bình thường, nhưng các bạn ấy sở hữu một cái giọng hát đầy nữ tính. Ví dụ như mình có một bạn cùng đồng hương với Minh Đức ấy, đó là em Trần Tùng Anh. Em ấy gây ấn tượng rất là mạnh ở một số các cuộc thi hát là bằng giọng hát nữ, bằng giọng nữ. Rất em ấy thi The Voice đó. Em ấy là một cậu bé rất là đẹp trai. Đó, và luôn luôn chọn hình ảnh lên sân khấu là hình ảnh nam giới. Nhưng... gần chỉ có khi bạn khi em ấy thi Gương Mặt Thân Quen thì em ấy hay hóa trang thành các vai nữ thôi. Còn bình thường ấy, hình ảnh em chọn sân khấu là hình ảnh nam giới rất là lịch lãm, rất là đẹp trai, nhưng mà giọng của em ấy hát là giọng nữ mà rất là hay luôn, giọng nữ rất là ngọt ngào, rất là cao vút, và nó là một giọng nữ hoàn toàn luôn, chứ không có kiểu pha giọng nam nữa. Và họ không có vấn đề gì về cái việc đó. Và khán giả đã bắt đầu quen với cái việc đó. Khán giả đã quen với cái việc đấy, và thậm chí là nhiều người mời em ấy đi hát bầu show là vì cái sự khác biệt và lạ lùng như thế ở em ấy. Và em ấy cũng đã rất là thành công với cái lựa chọn của mình. Thì với trường hợp của Linh Ly cũng vậy thôi, Minh Đức cũng có đi chấm một số các cuộc thi hát và ở đó gặp một số các em. Các em ấy tức là gọi là giữa cái mức độ chuyển, các em ấy chưa hẳn là đã đi chuyển giới. Nhưng mà các em ấy cũng chia sẻ luôn là ví dụ như là có một số em là vốn là nữ, bây giờ các em ấy muốn chọn cái hình ảnh là nam. Đấy, nhưng mà cái giọng hát của các em ấy nó là pha giữa nam giữa nữ, thì tức là thì mình vẫn hay nói với các em ấy là
anh chỉ mong em ấy, dù em chuyển hình dạng như thế nào ấy, em vẫn giữ được cái giọng hát của em. Đấy là cái mà mọi người sẽ nghe ở em. Em đừng có cố để hát cho giống nam hoặc là cố để hát cho giống nữ. Giọng của em thế nào thì em cứ hát như thế. Dạ. Đấy thì với trường của Linh Ly cũng như vậy thôi. Bạn ấy đã làm đúng con đường đó. Bạn ấy thay đổi hình ảnh vì bạn ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn với ngoại hình đấy. Yeah. Bạn ấy sẽ tự tin hơn lên sân khấu trình diễn, thì bạn ấy có thể sẽ làm được nhiều thứ hơn với cái ngoại hình đấy. Yeah. Thì đấy là về mặt hình ảnh. Còn đương nhiên khán giả đã yêu mến tiếng hát của Linh Ly, bởi vì không phải chúng ta không phải chỉ có xem, chúng ta còn nghe nữa. Đó thì Linh Ly đương nhiên là sẽ phải giữ lại cái giọng hát của mình rồi, bởi vì đấy là cái đã làm nên thương hiệu của bạn ấy mà. Dạ, nghe xong thì em rất là vui. Bởi vì em thấy là hoàn toàn là hợp lý luôn. Khi mà cái giọng hát thì vẫn giữ đó, một cái chất giọng rất là hay mà em rất là thích. Và hơn thế nữa là ngoại hình thì xinh xắn hơn, nhìn dễ thương hơn. Và đặc biệt là Linh Ly tự tin khi là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Còn bây giờ sẽ là thông tin tiếp theo liên quan đến cái việc là bảo vệ môi trường nha quý vị nha. Hồ Henie lên tiếng khi hang Sơn Đòn bị nghi có rác. Hơi ngoài lề một chút nhưng mà cho Thu Hòa được phép hỏi anh Minh Đức, đó là những ngày Tết vừa rồi thì anh làm gì, anh đi đâu, anh có đi du lịch hay không ạ? Tết năm nay có một cái điểm rất thú vị là so với những cái Tết mọi năm. Dạ. Đó là thứ nhất là Minh Đức về nhà sớm hơn, cho nên là mình có nhiều thời gian ở nhà hơn. Dạ. Và vì có nhiều thời gian hơn ấy thì mình cũng nghĩ là nếu chỉ ở nhà ăn và ngủ thôi thì chán quá. Thế là mình mới rủ mẹ đi chùa. Rất là điều rất là hiếm hoi, tại vì thời gian một năm mới đích về nhà cũng rất là ít. Và dạ, mẹ thì cũng già rồi, mẹ thì cũng lười đi nữa. Thế nhiều khi ở nhà thì tự các cụ sẽ chả bao giờ đi đâu. Thì ở quê, ở Minh Đức, ở tỉnh Bắc Giang ấy, dạ, có một số cái chùa rất là nổi tiếng đó. Thứ nhất là chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta dạ biết là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cái chùa Vĩnh Nghiêm. Thì nhưng mà cái chùa gốc ấy, chùa Vĩnh Nghiêm gốc người ta gọi là Tổ Đình Vĩnh Nghiêm ấy, thì nó ở tỉnh Bắc Giang. Dạ, đó, cái đấy là cái chùa đã có từ thời nhà Trần. Ồ. Rất là lâu rồi. Và đến giờ bằng đấy thế kỷ nó vẫn tồn tại và vẫn được tôn tạo thường xuyên, thì nó cũng cách nhà mình được có mười mấy cây số thôi. Yeah. Thế là mình mới đi và đi rủ mẹ đi lễ chùa, và vui lắm, mình cảm thấy rất là vui. Yeah. Vì mọi hôm cái ngày hôm ấy là ngày mùng một Tết mà rất là vui, đông vui, mọi người đi chùa rất là vui. Một cái địa danh nó cũng rất là nổi tiếng, được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam luôn, và nhiều người quốc tế cũng đã đến đây, đó là gọi là cây dã hương ngàn năm. Oh. Ở cùng huyện luôn, cũng cách nhà có mười mấy cây thôi. Thì cây dã hương đấy nó đã có ngàn năm tuổi và nó được gọi là cây di sản Việt Nam, mà rất là nổi tiếng, đi vào rất nhiều cuốn sách và bưu thiếp trên toàn thế giới luôn. Thế mà mình ở gần đó như thế mà bao nhiêu năm qua mình chưa bao giờ đến. Yeah. Trong cái chùa Vĩnh Nghiêm thì mình còn đến một hai lần. Ở với một cái chùa nữa là cái chùa gọi là chùa Bổ Đà. Đây là một cái chùa rất là nổi tiếng trong hệ thống thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam. Yeah. Và là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam luôn. Chùa rất là cổ, phong cảnh rất là đẹp. Và ngày xưa lúc mình đi làm ở công ty văn hóa Phương Nam ấy, thì công ty có quay một bộ phim là phim Thiên Mệnh Anh Hùng, thì có một cái cảnh rất là đẹp quay ở chùa đó. Mình yeah, mình bảo tại sao quê mình có cái chùa đẹp thế này mà mình không đi. Thế Tết vừa rồi là mình tranh thủ mình đi chùa. À, thưởng lãm hết tất cả. Thế là mình có nhiều thời gian để đi những cái mình mà đấy, quê hương mình thôi, mình ở sống ở đấy mãi mình thấy nó bình thường, nhưng mình yeah, có một hôm mình dành thời gian mình đi mình thấy nó đẹp thật. Dạ đúng đấy. Rồi. Và cái lý do mà em hỏi anh về những cái việc anh làm đó là về những cái địa danh như thế, bởi vì em cũng là một người rất là yêu những cảnh đẹp thiên nhiên. Thì ở đây mình sẽ không nói về cảnh đẹp của Bắc Giang, mà nói về cảnh đẹp của hang Sơn Đòn, một cái địa danh mà những thời gian gần đây, đặc biệt là trong năm vừa rồi, rất là nổi, bởi vì trước đây họ chưa hề khám phá ra hang Sơn Đòn. Và họ yêu quý cái hang Sơn Đòn ở chỗ là nó còn rất tự nhiên, do mà không có bàn tay con người đụng tới, không có rác thải môi trường. Thì gần đây thì có xuất hiện cái bộ ảnh của hoa hậu Henie với bộ trang phục áo dài màu vàng ở trong hang Sơn Đòn rất đẹp. Tuy nhiên đâu đó một vài bức ảnh có xuất hiện là rác phía sau đó. Thì mọi người bắt đầu là cư dân mạng mà sẽ bắt bẻ những cái lỗi nhỏ, và họ nói rằng là nghi vấn là của hoa hậu này hay là ekip này đã vô tình là xả rác ở trong này. Thì anh nghĩ sao về cái việc này ạ? Có một mình Đức cũng có đọc một số những comment tương tự như vậy, và ngay bên dưới comment đó có một số các bạn phản bác lại ngay bảo là tay nhanh hơn não. Yeah. Thì ra chúng ta cũng biết đấy. Cái việc là kiểm soát ra vào hang Sơn Đòn thực ra đã được làm rất là tốt. Yeah. Bởi vì không phải ai cũng có thể vào đấy được. Và cái việc tổ chức vào hang Sơn Đòn, với mình có một số người bạn cũng đã đi rồi, họ cũng về chia sẻ là cái việc mà đi ra đi vào hang Sơn Đòn và kiểm soát rác thải thì nó được làm rất là tốt, rất là chặt. Chứ đừng nói chuyện là ekip của hoa hậu họ phải càng cẩn trọng cái việc đấy, chứ yeah, không phải là dễ dàng gì mà có nhiều rác mà lại nhiều đến mức mà dễ nhìn thấy như thế. Yeah. Đấy, cho nên là thực ra đó là một cái lỗi khi chụp ảnh, không phải là một cái lỗi mà một cái góc nhìn khi chụp ảnh, tức là khi Henie cô ngồi một góc trên cao và chụp từ trên cao xuống ấy, thì phía xa xa ấy, là một cái nhóm đang cắm trại. Yeah. Thì cái lều trại nó sẽ có nhiều màu sắc khác nhau. Yeah. Nó lại còn lấp lánh trong ban cho ánh đèn nữa. Yeah. Nên là khi mà chụp như thế thì nó cho cảm tưởng là một cái đám thủy tinh hay là chai nhựa gì đấy ngay bên cạnh. À, đấy, nên là nhiều bạn nhìn không kỹ là vừa mới nhìn thấy một cái thấy màu cái đó chưa biết là gì, cái là bảo là quy kết đấy là ni lông hay là chai thủy tinh ngay hay yeah, là chai nhựa ngay. Thì sau đó thì Henie cũng đã có thanh minh và đã có giải thích là đấy là cái lều trại.
Đấy thì ở đây ấy, thực ra ấy, mình thấy như thế này. Đây là một cái điều mà thực ra là nó cũng chứng tỏ là mọi người cũng rất là quan tâm. Tức là đấy, tức là thấy một cái hình một cái, thấy một cái gì đấy có vẻ nguy hại cho môi trường là mọi người quan tâm ngay. Nhưng mà cũng từ cái chuyện này ấy, mình cũng thấy là đôi khi chúng ta bị những cái hiện tượng quá nhạy cảm với cái chuyện là chai nhựa hay là những cái đồ bằng nhựa. Mình có nhớ là trong một cái bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông cũng có nói là mọi người, ông cũng cổ động mọi người là hãy hạn chế xả rác và hạn chế dùng đồ nhựa dùng một lần. Nhưng ông cũng nói luôn là cái ý là chúng ta cũng phải hiểu một điều rằng nhựa là một phát minh lớn của loài người. Nó giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn rất là nhiều. Cho nên vấn đề ở đây ấy, chúng ta đừng coi nhựa là kẻ thù. Đó, chúng ta hãy quan trọng nhất là cái cách sử dụng. Quan trọng là ở góc của chúng thôi. Ta. Dạ. Chúng ta đừng, nhiều người bây giờ bị cảm giác là coi chai nhựa như là kẻ thù ấy. Đến đâu cũng thấy cái dình một cái là thậm chí là thấy bánh kẹo gói bằng chai nhựa cái là bảo tôi tẩy chay ngay, tại sao lại dùng như thế này? Thế rồi là thấy dùng túi nhựa cũng vậy là tẩy chay ngay. Dạ. Trong khi bây giờ chúng ta không cách nào chúng thoát khỏi nhựa cả. Bây giờ chúng ta dùng trong nhà chúng ta có biết bao nhiêu cái đồ nhựa, kể cả dùng một lần hay nhiều lần. Chúng ta đời sống của chúng ta đã gắn bó với nhựa đến mức không thể tách rời được. Yeah. Đấy chỉ có điều là cái cách sử dụng của chúng ta, cách chúng ta thu gom tái chế, cách chúng ta xả rác thôi. Chúng ta hạn chế vứt linh tinh. Yeah. Đó, đấy là cái ý thức của con người chứ không phải là chuyện nhựa là kẻ thù, bởi vì trong tương lai, ít nhất là trong một tương lai xa, chúng ta chưa thể nào mà dứt khỏi nhựa được đâu. Dạ, đấy, từ những vật nhỏ như là chai như nước, này, ghế bàn, túi rất nhiều, túi sách rất là nhiều, rất nhiều thứ, rồi là kẹp tóc của các anh các chị này, đồ trang sức này, đồ dùng mọi người này, chúng ta còn dùng đồ nhựa rất là nhiều. Dạ. Chưa thể nào thoát khỏi nó được đâu. Cái chính là chúng ta ý thức làm sao để mà cái đồ nhựa đấy nó có ích trong cái sự hữu dụng của nó, nhưng đồng thời khi nó không còn được sử dụng nữa thì nó sẽ được gom lại một cách hiệu quả nhất để người ta tái chế. Sơn Tùng MTV đạt 4 triệu follow trên Instagram, trở thành nghệ sĩ có nhiều người theo đuổi nhất showbiz Việt với hoạt động showbiz hết sức sôi nổi, là gương mặt đại diện của rất nhiều các thương hiệu, nhãn hàng lớn và thường xuyên xuất hiện trong những show diễn thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Tên tuổi của Sơn Tùng MTV không chỉ nổi tiếng số 1 Việt Nam mà còn có sức hút với cộng đồng người nghe nhạc ở nhiều quốc gia khác. Đó chính là lý do vì sao trang Instagram cá nhân của nam ca sĩ này vừa chính thức đạt 4 triệu người theo dõi, một con số chưa từng có của nghệ sĩ trong showbiz Việt. Với 1.167 bài đăng, mỗi bức ảnh thường đạt từ vài trăm nghìn đến cả triệu lượt yêu thích, Sơn Tùng MTV càng ngày càng cho thấy sức hút cực kỳ lớn của mình. Đáng chú ý, trong số 4 triệu người theo dõi có cả các fan hâm mộ đến từ các quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc. Chúc cho sếp của chúng ta sẽ ngày càng thăng tiến và lập nhiều hơn những kỷ lục nha các bạn Sky ơi. Anoda 4, Hương Giang tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung trailer chính thức của ca khúc Anoda 4, hé lộ hàng loạt drama tình ái giữa cô, Kha Trang Nguyễn và nữ diễn viên đình đám xứ Chùa Vàng. Sau thành công của loạt ca khúc nằm trong series Anh đang ở đâu đấy anh, Hương Giang khiến khán giả bất ngờ khi tung trailer phần 4. Theo dự đoán của người hâm mộ, đây là phần cuối cùng nằm trong chuỗi drama tình ái của Hương Giang trên màn ảnh. Với thời lượng chưa đầy 1 phút, trailer tặng anh cho cô ấy, Adoda 4, nhanh chóng trở thành đề tài gây bão trên mạng xã hội. Đáng chú ý, sau khi phát hiện Hương Giang quen với người mới là Philip, Hân Tiểu Tam, Kha Trang Nguyễn tiếp tục đố kỵ và bày mưu chiếm đoạt tình cảm. Ở phần cuối tập trước, Hân cố ngụy tạo tình huống để gặp được Philip. Đặc biệt, cô còn vô cùng xảo quyệt khi giả vờ bị tai nạn để được anh ta để mắt và đưa về nhà. Tuy nhiên, kết thúc MV chỉ dừng lại ở chi tiết này, khiến người xem vô cùng tò mò. Và ngày hôm nay thì Thu Hà khi mà được ngồi cạnh nhà báo Minh Đức, một người mà em rất là mến mộ cho những ngày đầu năm như vậy, thì rất là vui bởi vì chúng ta vừa được theo dõi rất là nhiều thông tin, có những thông tin tiêu cực nhưng mà qua cái lời kể và cái lời phân tích của anh ấy thì chúng ta vẫn có được những cái hướng tích cực và hợp lý. Một lần nữa Thu Hà cũng xin được cảm ơn nhà báo Minh Đức rất là nhiều, đồng thời cũng xin được cảm ơn thương hiệu Son Unica cùng đồng hành cùng chương trình. Và không biết là đầu năm thì anh Đức có lời nào gửi khán giả không ạ? Thực ra bây giờ thì chúc Tết thì quá muộn rồi, nhưng mà mọi người hay đùa nhau là đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử. Dạ. Là vì do là học sinh còn chưa đấy đi là học do nữa học sinh còn chưa đi học, và cũng chính vì học sinh còn chưa đi học ấy cho nên là ngoài đường vẫn còn rất là vắng. Dạ. Và mọi thứ vẫn còn có vẻ rất là uể oải, nhiều người cũng chưa đi làm luôn. Dạ. Cho nên là thôi thì dẫu sao thì cũng chẳng mấy khi đấy, trong cái rủi nó có cái vui. Dạ. Cái vui là chúng ta tự nhiên mọi người ấy, có cái này mình cũng phải chia sẻ thêm là cũng nhân cái chuyện này ấy, chúng ta phải biết quan tâm đến bản thân và gia đình nhiều hơn. Dạ. Đấy, có nhiều người là khi mà nhà trường chưa thông báo nghỉ ấy, thì dần phản đối, rồi là kêu gào phải cho nghỉ, không thế này tôi không dám cho con tôi đi học, thế này thế kia. Nhưng đến khi người ta cho nghỉ một cái thì vẫn chính cái người phụ huynh đó lại lên mạng than phiền là bây giờ rồi cho nghỉ thế này rồi, ai trông con cho tôi đi làm. Dạ, kia. Đúng rồi. Thì chúng ta biết là thường là một năm các em có rất nhiều kỳ nghỉ. Dạ. Trong đó có kỳ nghỉ giữa kỳ cũng có này. Dạ. Rồi là kỳ nghỉ hè, đặc biệt là kỳ nghỉ hè dài tới 2-3 tháng. Đúng rồi. Thì rõ ràng là dài như thế mà còn thu xếp được thì huống chi là có thêm một tuần. Dạ. Thì có gì đâu, thì ít nhất là chúng ta có thể nhân cái dịp này để mà mọi người trong gia đình ấy
gần gũi nhau hơn, nâng cao cái ý thức trước đại dịch. Cho nên là mong không mong gì hơn ấy là bây giờ thì không có chúc Tết nữa hay chúc năm mới nữa, mà chúc mọi người hãy cùng nhau đoàn kết để vượt qua cái cơn sóng gió mang tên của Corona này. Dạ, em thì em không sợ Corona, em chỉ sợ là cô đơn quá thôi. Dạ. Còn đến đây thì Thu Hà cũng xin phép được cảm ơn quý khán giả cũng vừa